tay cò súng hay còn gọi là ngón tay bật, ngón tay lò xo, gọi ở nhiều nơi có nhiều tên gọi khác nhau, là tình trạng viêm của cái bao gân gấp ở ngón tay ngay ở vị trí như thế này, làm cho ngón tay này có thể là bị chặt cứng, co trong tư thế như thế này. Nếu mà tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn thì bệnh nhân sẽ không thể nào gấp duỗi ngón tay được. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng người ta nghiên cứu thấy rằng những cái bệnh nhân mà hay gặp ngón tay cò súng là những bệnh nhân mà người ta sử dụng ngón tay trong cái lao động sinh hoạt hàng ngày rất là nhiều, đặc biệt trong một số nghề nghiệp như là bệnh nhân buôn bán mà cần cầm nắm nhiều, thậm chí những trường hợp bệnh nhân là người đánh đàn nhiều, bệnh nhân là thợ hớt tóc thì vẫn hay gặp. Đương nhiên là không rồi. Khi mà bệnh nhân đến với chúng tôi trong cái trường hợp mà mới bị hoặc là mắc triệu chứng nhẹ thôi, thì chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng cái phương pháp là tập vật lý trị liệu, hướng dẫn bệnh nhân các bài tập để bệnh nhân về nhà tập, cho các loại thuốc kháng viêm để uống. Nặng hơn là chúng tôi tiêm kích thuốc kháng viêm trực tiếp vào cái vị trí bao gân bị viêm. Và trong trường hợp mà điều trị các phương pháp trên thất bại thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân tiểu phẫu để giải phóng cái gân. Trước đây thì chúng tôi thực hiện tiểu phẫu cho bệnh nhân bằng một cái vết mổ dài khoảng 1 đến 1,5 cm. Đấy, nhưng hiện tại gần đây chúng tôi áp dụng một phương pháp mới, tức là chúng tôi gọi là mổ như không mổ, tức là vết mổ không có mổ nhưng mà không có vết mổ. Và chúng tôi thực dùng một cái kim để đâm xuyên qua da bệnh nhân, tiếp cận và giải phóng gân. Và từ đó là chúng tôi đến không có một vết mổ nào trên bệnh nhân cả, và bệnh nhân hoàn toàn có thể vận động ngay sau khi chúng tôi thực hiện xong cuộc tiểu phẫu. Trước đây chúng tôi mổ hở, có vết mổ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bệnh nhân hạn chế vận động. Tuy nhiên là cái phương pháp mới thì chúng ta không cần hướng dẫn bệnh nhân hạn chế vận động nữa. Người bệnh hoàn toàn có thể sinh hoạt, làm việc gần như là bình thường ngay sau mổ.